Đất có thổ công, sông có hà bá, sao bác có, sao bác coi ốc thi 97.com, sao bán ác 8 server, an toàn, uy tín, chất lượng. 100k 400 triệu, 100k 550 ngọc, vào ngay, vào ngọc 97.com, có đủ 9 server cho anh em lựa chọn. Hello mọi người, mình vào chuyện chính luôn nhá, chứ nói luyên thuyên mọi người không thích, nhiều thằng không thích nói luyên thuyên, mình vào chuyện chính luôn. Thì có một cái thằng, nó, mình nghĩ là một clip như thế này thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể nên xem, một clip cũng khá là hay, nên mình soạn kịch bản, mình soạn ý tưởng và sau đó thì mình làm cho mọi người xem. Thì sáng nay có một thằng khách, thì nói chung là nó là khách VIP của mình từ trước tới giờ hay mua ngọc với mua vàng. Nó bảo là anh Còi ơi, trong vòng 10 triệu, trong vòng em có 10 triệu Việt Nam đồng. Đó, tiền lương em trích trong vòng 1 tháng, hình như là thằng nó làm lương tháng cũng tầm 2-30 triệu. Thì nó bảo là tầm 10 triệu, anh làm cho em một con nạc trái đất tại server 2, thì có làm được không? Mình bảo là lúc đầu thì mình cũng không có nhận đâu anh em. Tại vì server 2 mình quen nhiều, nên thôi mình nghĩ lại là thôi kệ mình nhận đại đi. Ờ rồi ok, để anh làm, để anh soạn giá ra cho, rồi có gì nếu em thích thì anh làm cho. Thì sau khi mình làm, mình soạn giá ra thì thằng nó ok, anh làm đi, giá đâu ok, em được, em đồng ý. Thì ok, mình đã soạn ra được một con ạc trị giá 10 triệu Việt Nam đồng. Thì mình nghĩ là một clip mà tìm mặc cho nó, một clip mà tìm đồ cho nó dưới mức độ là 10 triệu Việt Nam đồng thì sẽ được một con ạc như thế nào, con ạc nó có VIP không, con ạc nó trái đất nó đỉnh cỡ nào, và nó mất bao nhiêu tiền, cái đồ này bao nhiêu tiền, cái đồ kia bao nhiêu tiền. Ok, clip này mình sẽ làm trọn bộ cho anh em. Full combo trái đất trị giá 10 triệu Việt Nam đồng của thanh niên đến từ server 2. Mới làm luôn, mình mới nhận làm. Thường thường là mình không có nhận làm đâu. Mấy server khác là mình không có nhận làm đâu nhá. Tại vì server 2 mình quen biết nhiều á, nên mình nhận làm. Còn mấy server khác á, mọi người mua cứ lên coi ốc thi 97.com, lên nó kiếm ạc đầy đủ, lô ạc cho anh em. Xong rồi về kiếm đồ mua chơi là được. Còn cái này là số tiền quá nhiều, nên mà mình sẽ nhận luôn. Thì sau khi mình nhận luôn thì mình đã làm cho nó một con ạc. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem con ạc đó như thế nào. Mình nghĩ đây là một clip có thể xem và có hợp lý được, hợp lý, có thể lên clip được, nên mình đã lên một clip. Mình cũng không có biết rằng clip như thế này mọi người có thích xem không nữa, nhưng mà mình nghĩ là đáng để chú ý, đáng để chú tâm. Thì trước tiên là thanh niên đó là đưa cho mình đó là anh Còi ơi, em có 10 triệu. Đó, vậy thôi. Anh Còi em có 10 triệu. Thì mình bảo là mày cứ chuyển hết 10 triệu qua cho tao, rồi có gì dư tiền thì tao chuyển về lại, tao chỉ mua đồ dùng mày. Và mình nghĩ, mình vô tình nghĩ ra được một ý tưởng làm clip, thì mình lên clip cho anh em xem. Mình nghĩ là một clip hợp lý, một clip được, hay được đó, được đó, duyệt đó. Thì đầu tiên là mình mua con ạc này. Con ạc này là con ạc bé nhím 1k9. Cái ạc này thì đầu 10 luôn anh em, đầu 10 nhá. Full nhiệm vụ nhá. Kỹ năng là nội tại dịch chuyển 140% nhá. Ngon, ngon, rất ngon. Nếu như mà chơi trái đất là hợp lý, đến từ server 2 luôn nhá. Đến từ server 2, ED game có tiếng, bé nhím, ED game có tiếng. Và đồng thời ạc này cũng có luôn, đó là ạc này có luôn, đó là hai cái găng hủy diệt anh em ạ. Ạc này có luôn hai găng hủy diệt, để mình bật tốc độ cao lên một tí nhá. Rồi ạc này có luôn hai găng hủy diệt, một găng là 4 sao. Cái găng này là hình như là mình nhớ là 4 sao, nó đập đến 5 sao này, mới đập đến 5 sao á, mình nghĩ là như vậy. Thì cái găng này hai găng cấp 7, một găng 19 cấp 2, mà một găng 17 cấp 6, mà cái ạc này là 3 triệu 5 Việt Nam đồng. Đó. Cái ạc này lúc đầu là mua là 3.500.000. Đó, cái ạc này là 3.500.000. Đó. Thì mình mới bảo là em có ạc rồi, thì bây giờ em phải mua đồ. Thì bảo là trong độ tầm 10 triệu thì anh cứ thiết kế cho em đi, thì mình sẽ thiết kế theo nhu cầu của nó thôi. Nói chung là mình không có nhận đâu. Mấy cái này lâu lâu có một khách VIP tại server 2, mình mới làm cho nó vậy thôi. Tại do mình cũng rảnh á, mình rảnh nên mình làm cho nó. Mọi người biết là mình phục vụ khách rất là tới nơi tới chốn anh em à. Anh em cứ PM Facebook hay này nọ là mua bán là với mình là từng biết rồi. Mình phục vụ rất nhanh, rất quen thuộc của anh em trên AD Group luôn. Rồi, đây là cái quần 2100. Mình bán cho nó là cái quần là 7 sao chưa nâng cấp. Mình bán cho nó cái quần 7 sao chưa nâng cấp. Thì mình bán cho nó cái quần này là 1 triệu 5 anh em. Một đồ 7 sao chưa nâng cấp là rớt vào tầm 1 triệu 5. Đó là hết mất 5 triệu rồi. Đó là tức là còn khoảng tầm 5 triệu nữa. Cái giày 6 sao này nó rớt vào khoảng tầm 600 nghìn nữa. Đó. Cái giày 6 sao này nó rớt vào khoảng tầm 600 nghìn. À, 500, tầm 500. Ủa? Ủa, sao rẻ vậy ta? Giày 5 sao, trời ạ. Giày 5 sao, combo kia 5 triệu. Giày 5 sao nó rớt vào tầm 200-300 rồi anh em. Tầm 300 ngàn, cộng với lại cái quần này nữa. Cộng với lại cái quần 6 sao này. Nó rớt vào tầm 600 nghìn nữa anh em. 700, quần này 700 nữa. Đó, combo này là 6 triệu. Combo này là 6 triệu, thế đồ này là đồ của mình mà. Thì cái quần này, cái quần 7 sao này, cái quần 6 sao với cái giày 6 sao này, 5 sao này là đồ của mình, nên mình giảm cho nó còn 5 triệu 7. Đó. Thì với 5 triệu 7 này, nó đã mua được một cái ạc 5 triệu 7 Việt Nam đồng.
nó đã mua được một cái hạc như thế này này, một cái quần 7 sao, một cái quần 6 sao và một cái giày, một cái giày này là 5 sao. Thì mình đã hết đồ rồi. Mình đã hết đồ, bắt đầu mình tiếp tục đi kiếm đồ cho nó. Mình đã nhận làm là mất 5 triệu 7 là được cái hạc với lại 3 món đồ. Bắt đầu cái áo này là mình mua của Mai Tuấn Khang này, cái áo này này, cái giày này là mình mua của Mai Tuấn Khang này. Cái áo này mình cũng mua của Mai Tuấn Khang luôn. Hai cái radar này là mình mua của cái thằng nào nghỉ game anh em này. Hai cái radar này mình mua. Hai cái radar này, cái radar thần thì nó rớt vào tầm 900, còn cái radar này tầm 700 gì đó. Thì hai cái radar này nó rớt vào tầm 1.6 triệu, 1.7 triệu. Cái tính 1 triệu 7 ha. Đó. Rồi cái áo, hai cái áo này với cái quần này thì mỗi món tầm 600-700 ngàn. 700 ngàn là 2.1 triệu, cộng với lại 2.100 triệu. Đó là 9.5 triệu. 9.5 triệu thì mình có tặng nó, đó là mình có tặng và có giảm giá luôn. Có tặng và có giảm giá cho nó nữa. Và cũng như là mình có hỗn độn cho nó. Thì nói chung là mình tặng cho nó đó là 7 viên 3 sao này. Hay là những 7 viên 3 sao đấy. Mình tặng cho nó 7 viên 3 sao này, em 2100 sức đánh đó anh em. Đồng thời là mình cũng có giảm giá cho nó. Hay là có ưu tiên thành khách VIP cho nó. Thì sau này nó mua vàng hay mua ngọc thì cũng được tăng thêm. Đó, mọi người vừa được xem combo mình liệt kê 10 củ xong. Con nạc 10 củ thì chỉ mất 9 triệu 5 thôi. Còn 500 ngàn là nó mua vàng với mua ngọc. Nó mua thêm 300k vàng và 200k ngọc. Đó. Thì một số người sẽ kêu là mắc thêm còi. Nói chung là mình soạn combo cho nó. Mình nói với nó là giá như thế này em có chịu không? Giá như thế này em có chịu không? Cái giày này 700 ngàn em có chịu không? Cái giày kia 600 ngàn em có chịu không? Nó ok mình mới mua về. Nó không ok mình sẽ lại đi tiếp tục kiếm những cái thằng bán khác. Are you ready? Mọi người phải hiểu rằng mình đang kiếm cho nó. Đấy thì sau khi mà mình soạn được một combo như thế này thì combo arc quần 7 sao, giày 6 sao và quần 6 sao là còn 5.7 triệu. Nhân 2 radar là 1.7 triệu, nhân 2 radar 1800, radar thần nó mắc hơn. Áo với giày 1.4 triệu, giày là giày 1800, giày thần 1800 là 700.000, combo 300k 200k là và tặng thêm 7 viên 3 sao. Tổng 10 triệu Việt Nam đồng tròn. Và sau 10 triệu Việt Nam đồng thanh niên nó bỏ ra thì ngoài ra là có những ưu đãi khác bên shop mình dành cho nó nữa nhá. Nên là mọi người phải hiểu như vậy, có những ưu đãi khác mình dành riêng cho nó nữa. Rồi, sau 10 triệu bỏ ra thì thanh niên này đã được đó là một con nạc khá là ok, đệ tử 154k. Dạ vâng, gần ok, rất ổn áp. Quần 7 sao, rất ok, rất chuẩn men. Sư phụ, áo, quần, giày 6 sao hết, radar 6 sao. Rồi, bây giờ mình sẽ test sức đánh cho anh em xem. Như vậy là một con ID game có tiếng, full nhiệm vụ, nội tại ngon, đậu 10, 2 găng hủy diệt, 2 set 6 sao, có quần 7 sao, 10 triệu, rồi, rất ok. Và đồng thời là có thêm đó là 25k ngọc và 300k vàng, mình nghĩ là rất là ổn. Và mình đã lên một clip cho anh em xem, mình không biết clip này anh em có thích không. Nhưng mà mình nghĩ là anh em, rất nhiều anh em thích clip như thế này. Đó, một clip soạn nạc. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cuồng nộ với item lên. Như vậy là mình đã ăn, nãy là mình ăn rồi. Như vậy là được 467k sức đánh. Chưa có PT2 sao. Nếu có PT2 sao mình nghĩ cái hạc này nó khoảng tầm bao nhiêu ta. PT2 sao nó có khoảng tầm là 550k sức đánh. Nếu có ngọc rồng 1 sao chứ không phải 2 sao ấy. Xin lỗi anh em đã nói nhầm. Nếu có ngọc rồng 1 sao thì hạc này sẽ được là 550k sức đánh đó mọi người. Đấy là chưa lồng đèn, chưa ấy gì hết. Chỉ có thức ăn với lại cuồng nộ thôi. Thức ăn là mình đang nhai rồi nhưng mà nó bị ẩn đấy anh em. Nó mới hết và nó bị ẩn rồi. Đó, như vậy là xong combo chuẩn mẹ. 467k sức đánh, giáp 5k5, chí mạng 23, nội tại rất, mọi thứ rất ok. Bây giờ mình sẽ đi PK một tí để cho anh em trải nghiệm bỏ 10 triệu Việt Nam đồng ra. Thanh niên đó nha, sau khi mà mình đem mặc cho thanh niên đó xong, thanh niên đó chơi một thời gian, mình hỏi cảm nhận như thế nào. Nó bảo chơi phê anh, chơi phê, được duyệt. Em rất thích con nạc này, mình cảm thấy ok rồi. Chúc mừng em đã có một con nạc. Hy vọng là em sẽ vui với niềm vui của mình, vui với lại game. Đó, rồi thì chơi sau những ngày gọi là đi làm về mệt mỏi thì tối vô ngọc rồng sao đen phá anh em, PK săn boss hay là trôn này nọ ở trái đất thì nó có nhiều skill táo bạo. Được, con nạc này thì không thể so sánh được với Polykit được, mà Polykit nó rất là đáng giá anh em ạ. Nhưng mà ạc này như vậy là cũng có thể là PK là solo, Polykit là trận thắng trận thua thôi anh em ạ. Nói chung là CT cải trang đồ rất là ổn, rất là ok mọi người ơi. Nói chung là ạc này được rồi, được, ổn luôn, ổn áp luôn anh em ạ. Mình sẽ chạy về làng Mori PK cho nó phê anh em ơi. Chạy về làng nó đông. Chứ còn ở bên này là ít người lắm, ít người PK nó chán gì đâu á. Bây giờ mình chơi cho nó tới. Mình chơi, nói chung đầu tư như vậy là không có ngu muội đâu. Đừng có nghĩ rằng là
nó bỏ game, nó bỏ tiền vào game là nó ngu, hay là game sắp sập là nó ngu. Người ta thỏa mãn niềm đam mê của người ta chả có gì là ngu cả. Vì sao mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy vui mà mình lại ngu được, đúng không? Nhiều bạn lại nói là kỳ, mày ngu quá, mày bỏ tiền vô game. Đó là các bạn không thích game, các bạn chán game thì các bạn nói như thế. Còn mình đây thì sao, mình bỏ 40-50 triệu vào Polykit, đúng không? Cơ bản là mình thấy vui, hạnh phúc, mình cảm thấy chơi sướng. Mình phải chỉnh karaoke này, thằng này nó không biết chơi karaoke trời. Cái dây đó là để dây chơi karaoke mà. Cái dây mà, cái dây này này, cái dây 2500 hút này với 500 hút cây để chơi karaoke này. Rồi, đi BK thôi. Vô. Ôi, chưa. Lụm. Nào, vào đây, vào đây, vào hết con mẹ mày đây. Vào hết con mẹ mày đây. Vào hết đây nào. Vào hết đây. Tuổi, mạnh lắm, lực lắm. Thả, đây, cái chiêu trò này, thả tôi ra. Tôi không giết ông đâu. À, cái chiêu này là tôi phải chỉ cho mấy ông. Vẫn được, vẫn được. Lỗi lầm à, rồi lỗi lầm à. Lỗi lầm này. Oai, có choáng rồi, có choáng đến từ vị trí của một trái đất cute baby. Lỗi lầm, mày thích lỗi lầm không? Trói xịt này. Này này, đá bay khiêng là cái chuyện nó bình thường. Ôi, đá 2 triệu á. Ảo à. Biến khỉ à. Wow, ôi. Tuyệt anh em ạ. Phê vãi nổi luôn này anh em ạ. Nói chung là thằng này đi BK chuẩn, nó phải là chuẩn chỉ anh em ơi. Nó phải là chuẩn chỉ, đang đứng khu không luôn này. Đếch trợ thằng nào hết anh em. Ôi, có trói đến từ lỗi lầm. 2, 3, 4, đúng, bao lỗi lầm luôn. Mình đoán được cái thằng này nó trói mấy luôn anh em. Chỉ cần một cú trói mình đoán được. Trói 3 này, trói 3 rồi, trói 4 rồi đó. Trói 5. Ôi, trói 6. Ôi, thằng này trói 7 đấy anh em ơi. Nó phun trói rồi đó. Phun trói mà tao sợ à. Ồ, choáng. Thằng nào cũng có cải trang 10 căng ngọc hết mọi người ơi. Dã man thật chứ. Mày chạy đâu cho thoát à. Mày choáng đâu. Mày kiểu gì nó chạy qua lại đây. Kiểu gì mà. Thằng Seiya nó lợi ở cái chỗ là nó trói liên tục anh em. Seiya lợi ở chỗ nó trói liên tục. Thay em anh ơi. Lực cái chứ. Thằng kia lực cái chứ. Thằng này. Ôi, 10 triệu HP á hả? Được nhỉ. 10 triệu HP thích chơi cái này lắm này. 10 triệu HP là yêu rồi đó. 10 triệu HP là tao yêu mày luôn rồi đó. Yêu thì phải làm sao. Thôi thằng này 10 triệu nhá anh em nhá. 8 triệu này. 5 triệu là Ôi 10 triệu HP chịu không nổi kìa. Tuyệt vời. Ma phê. Thằng nhóc AK Dubai 10 triệu HP mà mình choáng phát mình đập chết luôn anh em ạ. Karaoke chết luôn. Phê thật chứ. Nói chung là đi BK rất phê nhưng mà bây giờ cũng ngang tài ngang vừa thôi anh em ơi. Lỗi lầm này. Mày này nát khiêng liền. Những thằng mà yếu yếu là nát khiêng liền anh em. Choáng liền. Thằng này là nát khiêng này. Nát đó. Nát chí mạng. Đánh chí mạng là nát. Thằng này không nát được. Nhưng mà mấy anh này sao đây. Mày thích gì. Tuổi. Chứ có cửa đây. Thiếu mỗi cái cửa nữa thôi. Nhà mày thiếu nhà tao. Sát mấy cửa nữa thôi. À, núp này. Thằng này nói thật, mình thằng 10 triệu HP mình phải chấp hai thằng. Riêng thằng này mình phải chấp hai thằng. Nó có xem clip thì nó thông cảm, nhưng mà riêng mày tao phải chấp hai thằng luôn. Riêng mày là tao chấp hai thằng luôn. Thôi miên, đích sợ mày. Mày tao đã bao giờ có ý nghĩ rằng sợ mày chưa hả con trai? Sợ mày chưa hả con trai? Riêng mày phải kêu gọi thêm ba thằng như mày nữa. Nói mà nói điều ba thằng như mày nữa, chơi được luôn nó chết rồi đấy anh em. Đấy. Nó phê là phê ở chỗ đó. Nó tuyệt là nó tuyệt chỗ đó. Mua một cái nick về để mà thưởng thức. Được chưa ạ? Đã. Phê không? Úi giời ơi. Mình nhiều khi mình làm clip á, mình hay nói kiểu thách đố. Ở mày tuổi gì thế này nọ. Nhưng mà kệ à. Làm clip vui là được. Mày tuổi đâu buổi với tao. Thật luôn, cỡ mày. Cỡ mày chưa có cửa Sơn à. Cái thằng Dubai này mày. Thằng Dubai này, anh em xem này, mình rất thích giết những cái thằng mà HP nhiều như này nhá. Bé Nhím là một người có tiếng luôn, đi BK được luôn. Nhưng mà thằng này là thằng AK Dubai này, đừng có chấp mình nhá. Mình BK, mình làm clip vui thôi. Thôi miên liền mọi người ơi. Hết choáng rồi, có thôi miên. Có khiên luôn. Đó, bây giờ là khởi động nốt cú này cho anh em nhá. Khởi động nốt cú này. Hết cú này là chúng ta kết thúc cái clip ngày hôm nay. Một combo arc 10 triệu. Như chủ đấy tự tay soạn nhá, mình là tự tay soạn cái gạc này. À, xây ra này nó chưa. Ôi giời, mình hơi sai anh em ạ. Nó dập lại mình liền. Ừ, dập lại mình liền. Để bao nhiêu HP, đợi tí anh em ơi.
choáng liền. Từ từ kiếm thằng. Ồ nó canh nhỉ. Này nó canh dã man nha. Mẹ nó canh kìa, nó canh kìa. Từ từ đã. Từ từ. Choáng liền. Oài nó bật khiêng rồi. Thôi bật khiêng này tha cho mày đó. Ui 2 triệu tư á. Ảo thế. Đấm lại phát ra nào. Lỗi lầm thế nào. 900. Ui nãy 2 triệu tư ảo thế. 2 triệu tư là hơi ảo nha. 2 triệu tư là hơi ảo. 2 triệu tư là hơi ảo. Đấm tầm 1 triệu không chí mạng. Mà ở đúng rồi 2 triệu tư được. 2 triệu tư chí mạng thì được nhờ. 2 triệu tư chí mạng thì ổn luôn. Rất ok luôn. Tài đấm thương 1.2 triệu. Đấm thương 1 triệu. Thằng ít giáp á thì mình đấm thương 1 triệu chí mạng 2 triệu. Ở đâu? Thằng nhiều giáp thì đấm thương 1 triệu chí mạng 2 triệu. Thằng ít giáp đấm thương 1 triệu 2 chí mạng 2 triệu 4. Ổn. Cái Ken ổn luôn. Lực vãi. Đấy là chưa xài dịch chuyển tức thời trưởng Kame nhá. Chưa xài dịch chuyển tức thời trưởng Kame đó. Phê cực. Test cái dịch chuyển tức thời trong trưởng Kame ha. Kiểu như cảnh sát coi á, luôn là người thế mạng mọi người. Chính vì thế đây là mình luôn có một đặc xây ra dự sẵn để mà test mét trái đất á. Bây giờ nhá, 4567k đúng không? À, cài cái dịch chuyển vào đó, cứ bình tĩnh, dịch chuyển 140% nha. VIP hơn nạc Polykit nha. Dịch chuyển tức thời này, Kame 9.6, 9.9 nè. Ờ, 9.9 ổn nhờ. 9.9 ổn nhờ. 9.9 ổn nha. 9.9 săn boss được nha. Eo ơi, cảnh sát coi còn 974k. Đá cao Ken phát nữa, rụng trứng. Trời ơi. Má cảnh sát coi gì dễ rụng trứng quá vậy. Mẹ nó trưởng mất 9 triệu mấy anh em. Được nhỉ, duyệt nhỉ. Mặt ha, giỡn mặt ha. Giỡn mặt với bố mẹ. Giỡn mặt này, giỡn mặt nè. 9 triệu 7, nãy 9 triệu 9 giờ 9 triệu 7. Dăm ba cái cảnh sát coi. Chứ có cửa.